từ xưa, không biết đã từng có bao nhiêu tên gọi dành cho lứa tuổi học trò bé gái. Nào là tuổi trồng nụ trồng hoa, tuổi chơi ô đánh chuyền, rung răng rung rẻ. Ấy là tên gọi của những trò chơi dân gian của các bé gái một thời đã rất xa. Lâu nay ở Hà Nội lại thấy xuất hiện một tên gọi mới, tuổi ô mai. Mới đầu nghe ngổ ngộ, sau quen dần thấy cũng hay hay. Rồi chợt nghĩ rằng chính món quà đặc biệt ô mai cũng đã đi vào lòng người Hà Nội một cách dịu êm và thú vị như thế. Nghĩ cũng kỳ lạ, đất nước ta bốn mùa cây lá xanh tươi, Hà Nội lại là nơi tụ hội của trăm thước thời chân đặc sản quý giá của muôn phương. Từ ngày non sông về một mối, Nam Bắc thông thương, đất nước mở cửa, Hà Nội như chìm ngập trong một rừng cây trái muôn hương sắc, thơm ngon và đầy hấp dẫn. Thế mà người ta vẫn chưa bằng lòng để chỉ thụ hưởng những thứ hoa trái tươi lành còn căng đầy nhựa sống đó. Người ta còn muốn được thưởng thức chúng quanh năm. Song đương nhiên, hoa trái chỉ có thì có mùa, làm sao để giữ? Người phương Tây để dành chúng bằng cách sấy khô, đóng hộp, ép nước, ướp lạnh. Còn người Á Đông, chắc là trước cả người phương Tây, có một phương pháp giản dị mà hữu hiệu. Đó là cách thức truyền thống hầu như dành cho tất cả các loại thực phẩm khác: muối mặn phơi khô. Song nếu chỉ có vậy, không thể đã gọi là ô mai, một món quà hấp dẫn và đầy phong vị riêng của Hà Nội. Xưa, ở dãy phố hàng đường cổ kính, chỉ toàn là những cửa hàng đường mứt bánh kẹo dân gian cổ truyền của Hà Nội và các vùng nông thôn Bắc Bộ. Được biết, ô mai không phải là món quà bánh lâu đời được ghi chép trong các tài liệu cổ về kho tàng ẩm thực dân gian của đất Kinh Kỳ Kẻ Chợ. Trong câu chuyện của những người sống lâu năm ở phố hàng đường, cũng không thấy nhắc nhiều đến ô mai như những mặt hàng quen thuộc khác. Về trung thu thì về tháng 8 thì các thứ bánh nướng, bánh dẻo, các thứ bánh trứng này. Thế về Tết thì bán các thứ đường mứt này. Thế giờ... Mứt thì chỉ mứt bí, mứt dừa, rồi mứt bí, mứt dừa, mứt ngũ vị thì mấy thứ, năm thứ đấy. Thế thôi. Chứ còn cái này ngày xưa không có đâu. Cách đây hơn nửa thế kỷ, trên phố hàng đường mới chỉ lác đác xuất hiện mấy cửa hàng ô mai nhỏ bé nằm dưới những nếp nhà rêu phong cũ kỹ với mấy thứ ô mai đơn sơ đếm trên đầu ngón tay. Người Hà Nội mới làm quen với ô mai bất quá là dăm 70 năm mà thôi. Thế mà giờ đây, đã có tới hàng chục cửa hàng lớn nhỏ nằm tập trung trên phố hàng đường và rải rác trên các phố, các chợ khác. Đó là chưa kể tới các mẹt quà rong nơi sân trường, góc phố từng cám dỗ bao nhiêu đứa trẻ dại khờ suốt một thời học trò đằng đẵng. Cho đến bây giờ, cũng chẳng thể biết rõ ai là người sáng chế ra cái thức quà đặc biệt đó. Có người nói ô mai được truyền từ bên tàu sang, nhưng cũng không hẳn đã như thế. Thế thì giờ thứ 8 giờ sáng là có 5-7 cái gánh mơ ở trong chùa Hương ra gánh ra qua cửa. Thế rồi thì nghĩ rằng là không biết quả mơ sao nó nhiều thế kia. Thế đến sau thì gọi vào mua. Gọi mua thì là nhà có 3 cái bể con cho vào muối lên, rồi thành quả ô mai từ đấy. Lúc bây giờ chỉ độ 12 tuổi.
là ra đầu tiên ra phở mai ở đất nội đấy. Nếu như bây giờ mà có cái gọi là cái lịch sử của nghề này thì phải nói là nghề này là bà già chú là đầu tiên của cái Hà Nội này. Còn sau này khi nhà chú xuống đây trên thằng đường họ mở theo, trên đường là bánh kẹo. Bà mẹ ở đây làm từ năm 59. Vâng. Thế sau đó thì đến năm 90, 91 thì cụ mất đi, thì coi như là đến các con làm, và từ đấy giờ đi là gia đình coi như là làm nghề này ô mai thì là từ bà mẹ chồng, cái con thì mứt kẹo thì là từ bà nội như này. Thì lại làm cái nghề truyền thống cũ của gia đình, tức là làm cắt thương mứt ô mai do bà cụ Ngọc Anh chuyển lại cho vợ chồng tôi. Các loại mứt đường với các loại ô mai vốn có cùng nguồn gốc nguyên liệu là hoa quả tươi, song cũng có cái khác. Hoa quả dùng để làm mứt đều có vị ngọt tự nhiên như dừa, bí, sen hồng. Còn hoa quả để làm ô mai đều có vị chua tự nhiên như mơ, mận, sấu, chanh. Tuy nhiên, cũng có những loại hoa quả có thể vừa dùng làm ô mai lại vừa dùng làm mứt như me, quất, dứa, v.v. Những phụ liệu để làm ô mai cũng khá đơn giản. Chỉ gồm quanh quanh có mấy thứ: ớt, gừng, cam thảo, đường, muối, vôi, phèn mà thôi. Do khác hẳn nhau trong phương pháp chế biến, nên ô mai và mứt thuộc về hai dòng sản phẩm khác nhau khá rạch ròi. Chế biến ô mai là cả một kỹ thuật đặc biệt, thậm chí là cả một nghệ thuật biến hóa muôn vẻ. Nghệ thuật đó mang dấu ấn riêng của từng nhà nghề, hay thậm chí mang dấu ấn riêng của từng tay nghề cá nhân khác nhau, dù trong cùng một gia đình. Chẳng thế mà có người tò mò đã dành thời gian đi nếm thử và mua thử hàng chục túi ô mai cùng chung một cái tên là ô mai mơ chua ngọt chẳng hạn. Đi hàng chục cửa hàng thì tức là sẽ được nếm hàng chục hương vị khác nhau. Kỳ lạ thế. Có lẽ chỉ chênh nhau chút muối, chút đường, chút gia vị hay hương liệu là đã khác. Không hoàn toàn chỉ có vậy. Mỗi nhà nghề còn giữ bí quyết riêng về độ phơi khô, độ vào lửa hay là cách thức tẩm ướp xào nấu, thời điểm ra thêm các loại gia vị, hương liệu cho ô mai. Như vậy, vô hình chung đã tạo nên những hương vị ô mai có tính gia truyền độc đáo của mỗi cửa hiệu. Ở một đoạn đầu phố, có mấy nhà ô mai đều là anh em họ hàng gần gũi với nhau, cùng có gốc từ nghề bánh kẹo cổ truyền. Đơn cử như mấy nhà Toàn Thịnh, Tiến Thịnh, Gia Thịnh, bên dãy số lẻ, gần sát bên nhau mà ô mai vẫn mang hương vị khác nhau lắm. Người ăn quen rất dễ nhận ra. Để rồi so sánh, chọn lựa, đắn đo chán vạn trước khi mua. Khách nhớ nhà hàng là thế. Tuy nhiên, thị hiếu khách hàng ô mai cũng hay thay đổi. Năm nay, ô mai cay chua ngọt lên ngôi. Vị cay của ớt bổ sung cho vị cay của gừng, khiến cho người ăn càng suýt xoa, càng thèm muốn, tựa như khi ta ăn một bát bún ốc vậy. Lại nữa, khách Hà Nội cũng